Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và bạn đang ấp ủ một dự định đi du học Mỹ, bạn đang muốn tìm một ngôi trường danh tiếng với chi phí học tập vừa phải, thì hôm nay Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến các bạn một trường nằm trong hệ thống Navitas của Mỹ, đó là trường Đại học Massachusetts Boston và được thành lập vào năm 1964, là một trường có danh tiếng về giáo dục lâu đời. Và trường đại học này đã mang đến cho sinh viên quốc tế chương trình giảng dạy phong phú với hệ thống 5 trường cao đẳng, nghệ thuật tự do, khoa học và toán học, quản lý, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dịch vụ cộng đồng. Với hơn 100 chương trình đào tạo dành cho sinh viên đại học, 38 chương trình đào tạo thạc sĩ và 13 chương trình đào tạo tiến sĩ. Massachusetts Boston có chương trình đào tạo chuyên môn tất cả các cấp độ ở nhiều môn học dành cho sinh viên quốc tế. Các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học của trường, khoa nổi tiếng và thời khóa biểu học linh hoạt. Tất cả yếu tố này tạo nên danh tiếng của trường khi chỉ duy nhất một trường đại học công cộng ở thành phố đại học danh tiếng này. Massachusetts Boston có một tỷ lệ giảng viên và sinh viên đáng chú ý, quy mô lớp học vừa phải cho một trường. Trường cung cấp những chương trình đào tạo sau đại học như đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các chương trình chứng nhận đào tạo cao học, cho phép sinh viên có khả năng tiếp tục theo học những chương trình sau khi nhận được tấm bằng cử nhân. Và trường có các trang thiết bị phục vụ dạy và học đáng mơ ước với hơn 70 phòng học thông minh, các trang thiết bị công nghệ thông tin tuyệt vời cùng với thư viện, gần với thư viện Tổng thống Kennedy và kho lưu trữ bang Massachusetts. Với một chương trình hỗ trợ đào tạo được đưa ra thì trường cam kết đảm bảo cho sự thành công của sinh viên trong học tập. Và mục đích của trường là tăng cường kinh nghiệm và đào tạo đại học qua lợi ích của các chương trình thực tập sinh, hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn học thuật. Các chương trình đào tạo tại trường như sau. Trường đưa ra vô số các chương trình đào tạo với hơn 100 chuyên ngành. Cho chương trình đào tạo cử nhân, 61 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 14 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Ngoài ra còn có một sự lựa chọn đa dạng về các chương trình chứng nhận khác. Các chuyên ngành đào tạo như kinh doanh, thương mại, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, tâm lý học, tiếng Anh, văn chương và luật. Massachusetts Boston được đánh giá là một trường đại học bậc 2 bởi báo cáo của các trường đại học tốt nhất nước Mỹ trong năm 2011. Và trường cũng được xếp hạng thứ 34 tại bang Massachusetts. Và Đại học Massachusetts Boston được kiểm định chất lượng bởi Hiệp hội các trường đại học và trường học bang New England. Đại học quản lý được kiểm định bởi Hiệp hội các trường đại học và khoa chuyên ngành kinh tế của Mỹ. Đại học điều dưỡng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhận kết quả kiểm định chất lượng đào tạo và Liên hiệp quốc gia các chương trình trong ngành điều dưỡng và khối thịnh vượng chung Massachusetts. Massachusetts Boston là một thành viên của Hội đồng các trường cao học và Hiệp hội các trường cao học Đông Bắc Mỹ. Yêu cầu đầu vào của trường như sau, các sinh viên có thể tham dự chương trình đào tạo đại học tại trường mà không cần đến điểm TOEFL sau khi đã tham dự và hoàn thành chương trình cơ bản đại học của EC, chương trình đào tạo đại học và nhận thư giới thiệu của phòng đào tạo. Các sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu về đào tạo của trường, yêu cầu là phải có điểm SAT. Các chương trình cao học sẽ được xem xét việc sử dụng các yêu cầu đầu vào có chuẩn của trường. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về trường đại học Massachusetts Boston của Mỹ thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể gọi trực tiếp đến số hotline 0838 382080 hoặc truy cập vào website tân đại dương.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.